Những tôn giáo khởi nguồn từ Abraham là các tôn giáo độc thần, hay còn gọi là các tôn giáo thờ Thiên Chúa của Abraham. Ông được coi là ngôn sứ, được mô tả trong Kinh Tana, Kinh Thánh và Kinh Koran, là tiền thân cho ba tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Tín đồ của cả ba tôn giáo này nó số lượng chiếm hơn một nửa dân số thế giới hiện nay. Ngoài ra còn một số tôn giáo khác cũng có khởi nguồn từ lý tưởng này. Đạo Hồi là một tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, với hơn 1,5 tỷ người Hồi giáo sống trên toàn cầu, sống ở các quốc gia trải dài từ Maroc đến tận Indonesia. Giống như hầu hết các tôn giáo khác, Hồi giáo không thống nhất và bị phân chia thành nhiều nhánh giải thích Kinh Koran và các vấn đề liên quan đến các sự kiện lịch sử của Hồi giáo theo cách khác nhau. Hầu hết người Hồi giáo theo một trong hai giáo phái chính là Sunni và Shia. Phái Sunni chiếm 75-90%, còn Shia chiếm 10-20% dân số theo đạo Hồi. Nhưng sự chia rẽ trong thế giới Hồi giáo đã xảy ra như thế nào? Chào mừng bạn đến với Cậu Kiến Cô Thức, chuyên mục khám phá lịch sử. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá chủ đề nói về cuộc ly giáo trong đạo Hồi, sự xuất hiện của hai giáo phái Sunni và Shia. Nó có tác động như thế nào lên những hành động của các Khalifa, các lãnh tụ tôn giáo và cả lịch sử? Chúng ta bắt đầu với câu chuyện với Ali ibn Abi Talib, một nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Hồi giáo. Ali sinh ra tại Mecca, trong gia tộc Hashimi hùng mạnh và là em họ của nhà tiên tri Mohammed. Họ có mối quan hệ chặt chẽ vì cha của Ali đã nuôi dưỡng Mohammed khi anh ấy mồ côi, và sau Ali sẽ sống trong gia đình của Mohammed. Vào năm 610 sau Công Nguyên, Mohammed tuyên bố tiên tri của mình. Ali là người đầu tiên chấp nhận Hồi giáo và công nhận Mohammed là nhà tiên tri. Nhưng việc theo đạo của Mohammed ban đầu không phổ biến ở những cộng đồng người Mecca đa thần, và ông cũng như những người Hồi giáo đầu tiên đã bị áp bức. Tin đồn về âm mưu chống lại Mohammed bắt đầu lan rộng, buộc ông phải rời Mecca đến Medina. Phần lớn những người theo ông vào năm 622 được gọi là Hijra, cuộc di cư, một sự kiện quan trọng đến nỗ lực Hồi giáo bắt đầu từ ngày đó. Ban đầu, Ali ở lại để trả cho mọi người những tài sản mà họ đã giao phó cho nhà tiên tri một cách an toàn, nhưng rất nhanh sau khi hoàn tất mọi việc, ông gia nhập với những người Hồi giáo khác ở Medina vào năm 623 và kết hôn với con gái của Mohammed là Fatima Zahra, trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của Mohammed. Được biết đến trong cộng đồng Hồi giáo về sự khôn ngoan và công bằng, ông được người đời gọi là Asad Allah, có nghĩa là sư tử của Chúa, vì những chiến công quân sự và sự dũng cảm trên chiến trường. Đến năm 631, cộng đồng Hồi giáo, người Ummah đã dần lớn mạnh, họ kiểm soát cả Mecca, cả những vùng đất rộng lớn trên bán đảo Ả Rập, và là một thế lực đáng gờm thời sơ kỳ Trung Cổ. Nhưng ai sẽ là người kế vị lãnh tụ Mohammed già nua? Và đây sẽ là gốc rễ của sự chia rẽ trong đạo Hồi. Nguồn gốc của Sunni và Shia đưa ra những cách giải thích khác nhau. Trên đường trở về từ chuyến hành hương cuối cùng, Mohammed đã thuyết pháp tại ốc đảo Gadikum. Ông đã nắm lấy tay Ali và tuyên bố rằng, bất cứ ai có tôi là mula của anh ấy, đều có Ali là mula của anh ấy. Thần học Shia tin rằng câu chuyện ở Gadikum, nhà tiên tri Mohammed đã chỉ định Ali làm người kế vị, bằng cách gọi ông là mula, một từ đa nghĩa trong tiếng Ả Rập, và một trong số đó có nghĩa là lãnh đạo hoặc chủ nhân. Nhưng người Sunni tin rằng câu chuyện ở Gadikum đơn thuần chỉ là một lời tuyên bố về mối quan hệ của nhà tiên tri. Ali trong câu chuyện này chỉ là một người bạn đồng hành và con rể trung thành của mình, và họ giải thích từ mula có nghĩa là người bạn. Một chi tiết quan trọng khác trong cuộc tranh chấp quyền kế vị giữa thần học Sunni và Shia có liên quan đến cái gọi là tập pen and paper. Đây được coi là hadith đính thống, vì các nhà thần học Sunni và Shia đều chấp nhận nó, nhưng họ diễn giải nó khác nhau. Trong Hồi giáo, hadith là một câu chuyện về cuộc đời của Mohammed với những thông điệp về tôn giáo và luật pháp cho cộng đồng Hồi giáo. Theo câu chuyện này, một vài ngày trước khi qua đời, Mohammed đã yêu cầu những người bạn của mình mang theo giấy bút để ông có thể viết một tuyên bố để ngăn chặn việc Ummah đi sai đường sau khi ông chết. Nhưng một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất với Mohammed, Ummah nói, nhà tiên tri đang ốm nặng và chúng ta mang theo sách của Allah và điều đó là đủ cho chúng ta. Điều này dẫn đến một tranh cãi lớn trong phòng. Mohammed đã không hài lòng và mời mọi người rời đi. Hiện vẫn chưa rõ nhà tiên tri muốn viết gì. Người Shia tuyên bố rằng ông định chỉ định Ali làm người kế nhiệm, nhưng không có cách nào để xác định điều này. Theo Sunni, nhà tiên tri không chỉ định rõ ràng người kế vị và để nó cho cộng đồng Hồi giáo quyết định. Có những sự kiện khác mà người Sunni và Shia đưa ra tuyên bố liên quan đến việc kế vị, nhưng trong thời gian ngắn sau khi Mohammed qua đời, vào năm 632, người Ummah không có sự đồng thuận về một nhà lãnh đạo mới. Trong khi Ali phụ trách việc sắp xếp tang lễ, một cuộc họp để quyết định người kế vị đã diễn ra ở Medina. Ali và hai người bạn đồng hành khác của nhà tiên tri là Abu Bakr và Ummah đã không có mặt. Cuộc thảo luận đã diễn ra mà không có họ. Abu Bakr và Ummah nhanh chóng đến cuộc họp và phụ trách quá trình này khi Ali vắng mặt.
Abu Bakr là một trong những người đầu tiên cải đạo sang Hồi giáo, cha vợ của Mohammed thông qua con gái Aisha. Được người Sunni vô cùng kính trọng, ông rất giàu có và đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp của đạo Hồi và được cho là một ứng cử viên chính cho vị trí lãnh đạo. Umar cũng là bạn đồng hành thân thiết của Mohammed, cũng là cha vợ của ông thông qua cô con gái Hafsa. Ông được biết đến với sự nhiệt thành bảo vệ nhà tiên tri, một người công bằng, thông minh và khôn ngoan theo truyền thống người Sunni. Sau một cuộc tranh luận sôi nổi, Umar đã thuyết phục được những người có mặt chọn Abu Bakr làm người kế vị. Ali sau đó đã được trình bày về thực tế kế vị và cùng với một số bạn đồng hành khác, ban đầu từ chối chấp nhận quyết định vì nó đã được thực hiện mà không có ông ấy, trong khi ông là một trong những ứng cử viên mạnh nhất. Umar sau đó đã bắt tay vào quá trình thuyết phục hoặc ép buộc những người bạn đồng hành phải trung thành với Abu Bakr. Ông đã đích thân đến nhà của Ali để thuyết phục. Các sự kiện được kể lại sau đó gây ra nhiều tranh cãi, vì người Sunni tin rằng Umar đã thuyết phục Ali một cách hòa bình để công nhận Abu Bakr là nhà lãnh đạo mới. Nhưng theo những nguồn tin của Shia, Umar đã buộc Ali phải nhượng bộ bằng cách đột nhập vào nhà, đóng sầm cửa. Điều này khiến vợ của Ali là Fatima Zahra bị gãy xương sườn, cuối cùng dẫn đến sảy thai. Bản thân Ali cũng bị trói bằng một sợi dây để buộc lòng trung thành của mình. Không có bằng chứng nào xác minh được những gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng Ali đã chấp nhận Abu Bakr và người kế nhiệm ông là Umar và rút lui khỏi chính trường. Ông thường được hỏi ý kiến trong các vấn đề liên quan đến nhà nước. Ali chấp nhận chọn Umar làm Caliph và thậm chí còn cả một trong những người con gái của mình, Umm Kulthum, kết hôn với ông ta. Sau cái chết của Umar vào năm 644, Ali được xem xét cho vị trí này. Nhưng cuối cùng một người bạn đồng hành khác của Mohammed là Uthman của gia tộc Banu Miza trở thành Caliph mới. Một lần nữa Ali gần như bị cho ra rìa, sự bất mãn của người dân trong Caliphat lại tăng lên. Các nguồn tin sau này không thống nhất, nhưng nhiều người cho rằng sự chuyên quyền và khoan hồng của Uthman đối với các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc là nguyên nhân khiến phe đối lập chống lại ông. Những người nổi dậy này ủng hộ Ali như một giải pháp thay thế Uthman, nhưng Ali từ chối. Và thậm chí ông còn gửi hai con trai của mình là Hassan và Hussein đến bảo vệ ngôi nhà của Uthman. Bất chấp mọi sự bảo vệ, Uthman bị ám sát bởi quân nổi dậy từ Ai Cập vào năm 656. Cuối cùng Ali trở thành một Caliph. Ông trở thành người thứ tư và cũng là người cuối cùng của Yazidun Caliph. Nhưng quá trình lên ngôi của Ali diễn ra không suôn sẻ và ông trở thành một Caliph giữa thời điểm rất hỗn loạn. Vợ của nhà tiên tri là Aisha và những người thân của Uthman từ gia tộc Banu Umayya, bao gồm cả nhà cai trị Syria, Muawiyah yêu cầu Ali trừng phạt những kẻ âm mưu sau cái chết của Uthman. Nhưng vì một vài người trong số họ là những người ủng hộ Ali, vị vua mới đã bác bỏ và sớm xảy ra nội chiến Hồi giáo lần thứ nhất, được gọi là Fitma, chính thức bắt đầu. Vào tháng 12 năm 656, quân đội của Ali đã đánh bại quân nổi dậy trong trận lạc đà gần Baza. Nhưng Muawiyah vẫn từ chối chấp nhận Ali làm vua mới và phe đối lập chống lại Ali tập trung xung quanh. Ali quyết định không lặp lại sai lầm của Uthman và thực hiện các biện pháp nhằm tập trung quyền lực cho Caliphat và giảm thiểu quyền lực của các nhà cai trị địa phương. Hai nhân vật này tập hợp quân đội và đối đầu với nhau tại Siffin trên sông Euphrates của vùng lưỡng Hà năm 657. Không bên nào muốn tham gia vào một trận chiến lớn, nhưng sau 3 tháng giao tranh không thường xuyên, một trận đại chiến cuối cùng chắc chắn sẽ nổ ra. Những người theo phe Muawiyah đã kêu gọi hòa giải. Họ gắn những cuốn kinh Quran lên trên các ngọn thương của mình để làm cho cuộc xung đột dừng lại. Ali buộc phải đồng ý, nhưng một số người ủng hộ ông phản đối và chống lại quyết định của ông. Họ được gọi là Kazizid, một động từ trong tiếng Ả Rập là Kazaza có nghĩa là rời đi. Theo những cuộc hòa giải diễn ra tại Adu vào năm 658 hoặc năm 659, người ta phán quyết rằng cả Ali và Muawiyah nên từ bỏ yêu sách của mình và người Umma theo đạo Hồi nên có cơ hội tự quyết định người cai trị riêng cho mình. Ali bác bỏ phán quyết này và bế tắc tiếp tục xảy ra khi những người ủng hộ Muawiyah tuyên bố ông là một vị thần ở Damascus vào năm 660. Năm sau thì Ali cũng bị ám sát bởi những Kalizid khi đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo ở Kufa. Hassan, con trai của Ali, được tôn lên làm vua mới ở Kufa, nơi đã trở thành kinh đô trong thời gian trị vì ngắn ngủi của Ali. Nhưng với tình hình lúc đó là Muawiyah có một quân đội mạnh hơn rất nhiều, Hassan phải thoái vị để hai bên tránh đổ máu thêm. Một hiệp ước giữa các bên đã được ký kết. Theo hiệp ước này, Hassan chấp nhận Muawiyah là vị vua mới với điều kiện ông ta sẽ phải hành động theo tôn chỉ của đạo Hồi, không chỉ định người kế vị và vị vua mới phải được bầu bởi hội đồng Suza. Muawiyah nên từ bỏ việc nguyền rủa Ali và khủng bố gia đình, những người ủng hộ Ali. Nhưng Muawiyah đã không thực hiện đúng cam kết của mình. Vào cuối triều đại của mình, ông đã chỉ định con trai của mình là Yazid làm người kế vị. Điều này phá vỡ truyền thống của các Caliphat Hồi giáo là những người lãnh đạo phải thông qua tham vấn hoặc bầu cử cho một chế độ quân chủ. Muawiyah triệu tập hội đồng Suza đến Damascus, thủ đô mới của Caliphat, và thông qua thuyết phục và hối lộ đã thành công đảm bảo sự ủng hộ cho Yazid. Sự kiện này đã gây ra sự phản đối trong những cộng đồng người Umma Hồi giáo.
mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cháu trai của Muhammad, con trai của Ali, tên là Hussein. Người thay thế Hassan đã qua đời năm 670, làm nhà lãnh đạo mới. Bất chấp sự phản đối nổi lên trong các vùng lãnh thổ, Muawiyah đã có thể đảm bảo cho sự ủng hộ của Mecca và Medina cho Yazid. Kinh đô Kufa của Ali là thành trì tiềm tàng của phe đối lập, và cái chết của Muawiyah vào năm 680 đã đưa các sự kiện và sự chia rẽ của thế giới Hồi giáo thêm tồi tệ hơn. Sau cái chết của cha, Yazid trở thành vị vua mới và ngay lập tức yêu cầu Hussein trung thành với mình. Sứ giả của Yazid không thể thuyết phục Hussein thực hiện điều này và luôn luôn sợ mình bị giết bởi vì Hussein là cháu trai của nhà tiên tri. Cùng lúc đó, người dân ở kinh đô cũ của Ali là Kufa gửi thư cho Hussein thông báo về việc họ phản đối quyền cai trị mới của Yazid và vẫn ủng hộ Hussein. Họ có ý định loại bỏ Yazid khỏi quyền lực và đưa ông lên thay thế. Người Kufa đứng về phía Ali, sau đó là Hassan và không hài lòng khi ông ta thoái vị và nhường ngôi lại cho Muawiyah trong fitna lần thứ nhất. Hussein chấp nhận lời kêu gọi này và cử người anh em họ là Muslim Ibn Aqil đến Kufa để đánh giá tình hình và kêu gọi hỗ trợ. Ban đầu, Muslim Ibn Aqil đã rất thành công và ông thông báo cho Hussein về tiến trình này. Yazid buộc phải thay đổi người cai trị Kufa để dập tắt ý định của phe đối lập và vị thống đốc mới này đã thành công. Sự ủng hộ ngày càng cạn kiệt khiến Muslim Ibn Aqil quyết định tiến hành một cuộc nổi dậy trước khi Hussein đến, nhưng nó đã bị đánh bại. Hussein không hề biết về điều này và ông bắt đầu cuộc hành trình đến Kufa vào tháng 9 năm 680. Cùng với khoảng 50 người đàn ông và các thành viên trong gia đình mình, trên đường đi, ông nhận được thông tin về cái chết của Muslim Ibn Aqil và thất bại của cuộc nổi dậy ở Kufa. Ông tiếp tục kêu gọi thêm nhiều người tham gia trên đường đi. Rất nhanh sau đó, quân đội của Yazid đối đầu với Hussein. Một sứ giả của thống đốc Kufa mới được gửi tới yêu cầu Hussein đi cùng anh ta hoặc quay trở lại và đi bất cứ đâu, trừ Medina. Hussein từ chối và tiếp tục lên đường. Vào ngày 2 tháng 10, Hussein đến Karbala và đóng trại ở đó. Và hôm sau, Yazid cử thêm 4.000 người đến bao vây Hussein, ngăn cản người của Hussein tiếp cận nguồn nước từ sông Euphrates để buộc họ nhượng bộ vì thiếu nước. Nhưng sau 3 ngày, người của Hussein đã tiếp cận được với nguồn nước và làm cho mọi chuyện đi đến bế tắc. Trong hơn một tuần, các quan chức của Yazid đã cố gắng thuyết phục Hussein chấp nhận số phận của mình và cam kết trung thành với Yazid vì họ hiểu hậu quả của việc tấn công cháu trai của nhà tiên tri. Cuối cùng, Hussein từ chối lời đề nghị và vào ngày 10 tháng 10, quân đội Umayyah tiếp cận trại của Hussein. Cả hai bên đều đã vào vị trí chiến đấu. Sau sự chống trả anh dũng của những người lính, nhưng vì sự chênh lệch về lực lượng quá lớn nên Hussein và những người theo ông đều bị thảm sát. Những người bị giết bao gồm cả những người trong gia đình Hussein và cả gia đình của nhà tiên tri. Sự kiện này cuối cùng đã hoàn thành cuộc ly giáo lớn nhất trong thế giới Hồi giáo phân chia thành Sunni và Shia. Quá trình ly giáo này bắt đầu với sự tranh chấp quyền kế vị nhà tiên tri Muhammad. Tiếp tục là sự kiện giết Ali và Hussein đã gây ra sự chia rẽ hoàn toàn người Hồi giáo. Shia trở thành một phong trào chính trị trong Hồi giáo và sau đó biến thành một nhánh của Hồi giáo. Kinh Quran và Hadith, quan điểm riêng của nó về luật học Hồi giáo, về nhà nước và một số thực hành tôn giáo, tôn kính mọi người cùng đạo và những hậu duệ của Muhammad, cũng như những người kế vị chính đáng của ông, những người theo dòng này thường được gọi là Ahlul Bayt. Người Sunni, còn được gọi là dân tộc Sunna và cộng đồng As-Sunna wa Ijama vẫn chiếm đa số trong thế giới Hồi giáo. Họ đã có một vài thay đổi so với Hồi giáo sơ khai để đến với thời kỳ mới, và các cách giải thích khác nhau về các văn bản thánh của các học giả Sunni. Sự chia rẽ chính giữa hai nhánh lớn nhất của Hồi giáo là những sự kiện chúng ta đã tìm hiểu ở trên. Việc giết Ali, thảm sát Hussein và các thành viên gia đình và bạn đồng hành của ông đã củng cố cảm giác bất công với gia đình của nhà tiên tri trong những người Hồi giáo dòng Shia và biến hành động tử vi đạo là một phần trụ cột của nó. Sự tử vi đạo của Ali trong buổi cầu nguyện, sự tử vi đạo của Hussein trong trận chiến chống lại bạo chúa và kẻ xoán ngôi đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của Hồi giáo Shia. Tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo, Muharram là khoảng thời gian hàng năm để tang của người Hồi giáo dòng Shia, với ngày 10 của Muharram được gọi là Ashura, ngày của trận chiến Karbala trở thành ngày cao điểm của các nghi lễ quốc tang. Hàng triệu người Shia tận tụy thực hiện cuộc hành hương Arba'in đi bộ đến đền thánh Imam Hussein ở Karbala mỗi năm. Thất bại của người Shia trong trận Karbala không ngăn được những người ủng hộ Ahlul Bayt phản đối tình trạng hiện có trong thế giới Hồi giáo. Những người bất đồng chính kiến này lấy lá cờ của đảng Ali để đấu tranh và thách thức sự cai trị của các caliphat, nhiều nhà nước và triều đại hùng mạnh như Fatimid, Buzid, Nizazid, Safavid và những cuộc thánh chiến hay là tử vi đạo ảnh hưởng lên khắp thế giới, được trang bị lý tưởng mạnh mẽ của Hồi giáo Shia.
Chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện về Hồi giáo và những câu chuyện từ vì đạo của người Hồi giáo, cùng những hành động được thế giới ngày nay mà chúng ta gọi họ là khủng bố hay là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những chủ đề hay nhé!